Chào các bạn, tin nhanh 24/7. Honda Winner tiếp tục thấy sự nguy hiểm khi bán ra với số lượng khủng. Theo nguồn tin của chúng tôi, trong tháng 12 vừa qua, Winner Gen 10 bất ngờ bán ra tới 12.000 xe, tăng 4% so với tháng 11/2016 và tăng tới 65% so với tháng 7/2016. Tháng bán hàng trọn vẹn đầu tiên ra thị trường. Tính chung trong 7 tháng bán hàng kể từ khi lên kệ vào tháng 6/2016, tổng doanh số của Winner Gen 10 đã cột mốc là 56.000 xe, tương đương trung bình gần 8.000 xe một tháng. Đây là mức doanh số rất ấn tượng với một mẫu xe con tay mới bán ra thị trường và cạnh tranh trực tiếp với đối thủ nặng ký là Yamaha Accenter Gen 10. Winner Gen 10 có lợi thế bán ra giá thực tế giảm rất mạnh. Chiếc xe có mức tăng doanh thu liên tục từ tháng 8/2016 đến nay. Theo tìm hiểu của chúng tôi tại khu vực Hà Nội, giá bán của chiếc Winner Gen 10 hiện ở mức giá rất hấp dẫn là 37,8 cho tới 38 triệu đồng một chiếc, thấp hơn giá đề xuất từ 7 cho đến 8 triệu đồng một chiếc. Trong khi đó, khách hàng vẫn được tặng một đồng hồ G-Shock trị giá 4 triệu đồng. Chiếc xe được ra mắt thị trường Việt Nam hồi tháng 4/2016 tại triển lãm xe máy Việt Nam 2016, nhằm cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe Conta đang khống lĩnh thị trường, đó là chiếc Yamaha Accenter. Xe được bán ra vào tháng 6 với hai phiên bản bao gồm tiêu chuẩn và cao cấp. Giá bán đề xuất của chiếc Honda tại phiên bản gồm có là 45,5 cho đến 46 triệu đồng, nhưng liên tục loạn giá, có thời điểm lên tới 55 triệu đồng một chiếc. Trái tim của chiếc xe là khối động cơ sử dụng thể thao, kích thước nhỏ, thế hệ mới, phun xăng điện tử BMFI 150cc, DOC, 4 kỳ, xanh đơn, làm mát và nhâm dịch, cho công suất cực đại là 15,42 mã lực tại 9.000 vòng phút, mô men xoắn cực đại là 13,5 Nm tại 6.500 vòng phút. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại clip tiếp, nhớ like hoặc share với subscribe.